Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà hẻm xe hơi giá rẻ tại trục đường chính Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà hẻm thông, hẻm trước nhà 5m. Hẻm xe hơi chúng ta có thể chạy đến cửa nhà, rất tuyệt vời luôn, xe hơi chạy thông thương. Và nhà mình ra bán chỉ có 3 tỷ 850 triệu đồng thôi. Một căn nhà với diện tích ngang 3m7, dài 12m, thiết kế một trệt hai lầu. Chúng ta sẽ có sân xe máy, phòng khách, phòng bếp và hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Có sân thượng phía sau để giặt phơi đồ. Có tặng nội thất cơ bản như là sofa, bàn ăn. Và bên trên thì có tủ quần áo và hai máy lạnh nha anh chị. Căn nhà hướng chính Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Và giá giảm từ 4 tỷ rưỡi xuống chỉ còn 3 tỷ 850 thôi. Căn nhà giá rất thơm nha quý vị. 3 tỷ 850, hẻm xe hơi rất là rộng. Nhà mình có chiều dài rất đáng để chúng ta sở hữu nha. Hẻm 5m, khá là rộng, hẻm thẳng một xẹt của trục đường chính Phan Huy Ích, nằm trong khu nhà hiện hữu, đường rộng rãi, đường tới 5m, xe hơi anh chị chạy thoải mái nha. Đây, đường 5m này, khúc bên trong nó rộng hơn, khúc bên trong thì rộng ra tầm 6-7m, đường rất rộng, rất là thoáng luôn. Căn nhà rất tuyệt vời nha quý vị. Căn nhà thuận tiện chúng ta mua ở làm văn phòng công ty, chúng ta mua để kinh doanh buôn bán online hoặc là chúng ta mua cho thuê cũng được. Nếu mà mua cho thuê nhà này cũng phải được tầm 11-12 triệu. Một căn nhà một trệt hai lầu, hẻm xe hơi đấy, rất rẻ luôn, có 3 tỷ 850 thôi, phải nói là vô cùng hợp lý, ngon nhất quận Gò Vấp với cái tài chính 3 tỷ 850, ngon nhất nha. Đấy, nhà mới rất đẹp rồi, có làm rất đẹp rất sang, sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, khoảng sân được tầm 1m2, sân xe máy được tầm 1m2, chắc đậu được tầm cái 2 cái xe máy phía ngoài. Và bên trong thì có cửa nhôm xi pha 4 cánh, có rèm cửa. Phía trong đây là không gian phòng khách. Phòng khách sẽ được ốp sàn gạch 60 và tặng lại sofa. Hai bên tường thì được ốp gạch cao lên đụng trần và sơn nước, dán giấy dán tường, cũng như là trên thì làm trần thạch cao, đèn chùm, đèn led rất đẹp luôn. Nhà xây mới giá rẻ chỉ có 3 tỷ 850 triệu đồng thôi. Căn nhà hẻm rất là rộng, rất là to nha. Bây giờ chúng ta kiếm nhà 3 tỷ mấy mà hẻm to như này thì không còn đâu. Chắc là không có đâu. Đấy, chỉ thỉnh thoảng có căn nhà hiếm hoi. Hẻm to 5m, hẻm thông một xẹt, xe hơi chạy vi vu. Thỉnh thoảng cứ hiếm một căn lòi ra thôi. Trước đó căn này giao tới 4 tỷ rưỡi 50. Cầu thang thì đúc rộng, thoáng. Có khu vực tiểu cảnh phía dưới này. Đấy, gạch nhà mình toàn bộ gạch Ấn Độ, gạch nhám nha. Sàn này đúc cũng khá là rộng, đúc phải tường tầm 80, ốp đá kim sa đen, tay vịn cột sồi và kính sử dụng lan can là khung sắt nha, rất là chắc chắn kiên cố luôn. Nhà mình đúc thật, cực kỳ kiên cố chắc chắn. Phòng bếp thì chúng ta được làm từ bếp của An Cường, có bếp điện từ, máy hút khói. Đấy, rất là rộng rãi, thoáng mát luôn, 3m7, dài 12m nha quý vị. Và công nhận đủ, không lộ giới, giá tiền cực kỳ mềm, cực kỳ mềm, có 3 tỷ 850 triệu đồng thôi. Đấy, nhớ anh chị nào mua cho thuê cũng được, mua đấy dành cũng được. Đấy, chúng ta có tầm tiền này mua căn này rất là hợp lý luôn. Toilet một cầu khối, gạch ốp cao lên đụng chân. Nhà mới đẹp, xây dựng rất là kiên cố chắc chắn nha anh chị. Nhà nhỏ thì chúng ta cũng không cần đẹp lắm đâu, chỉ cần diện tích to, đường rộng là ok rồi. Đẹp thì anh chị về ở thời gian thì cũng cũ nát cả thôi. Do nhà nhỏ thì anh chị đậu xe hơi hoặc những cái để đồ cũng được thời gian là nát à. Nếu mà những anh chị nào muốn mà mua ở lâu dài ở các cuộc đời thì chúng ta nên chọn những căn nhà hẻm to và nhà có diện tích, không cần đẹp lắm đâu. Theo em như này là tuyệt vời rồi, nhà này cũng ok nha chị. Xây cũng chưa được xuất sắc lắm nhưng mà được cái diện tích với cái đường rất đẹp luôn. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1, phòng ngủ 1-2. Căn nhà rất là êm nha. Đây là khu vực phòng ngủ rất là rộng này, ốp sàn gỗ. Phòng ngủ khá là rộng luôn, phòng này rộng rồi, thoải mái, chúng ta để giường nha. Có tủ quần áo và máy lạnh Daikin. Chủ để nội thất thì cũng để đồ tốt nhưng mà để có ít thôi. Đấy. Và bên ngoài thì chúng ta cũng có ban công đúc tầm 2m, cửa nhôm xi pha, cửa lùa và rèm cửa. Ban công rất là rộng rãi, anh chị thoải mái trồng cây. Đấy, thoải mái nha, chúng ta có khoảng không gian ban công rất là rộng. Và nhà thì cực kỳ êm. Theo em nhà này rất là êm, 3 tỷ 850 triệu đồng, hẻm xe hơi to, rất đáng chúng ta sở hữu nha.
Đấy, sẽ táng luôn. Và chúng ta anh chị về có thể đúc thêm phòng ngủ được. Giờ hiện tại thì có 2 phòng và 2 nhà vệ sinh. Phòng ngủ thì chủ nhà có để lại máy lạnh và tủ thôi, chưa có giường nệm gì cả. Ốp sàn gỗ nhà quý chị. Một căn nhà giá rất êm, rất rẻ. Toilet bồn cầu khối, ngoài sen thuyền. Đây gạch ốp cao lên đụng trần. Giá này thì vô cùng rẻ luôn nha anh chị. Rất êm luôn, theo em thì rất là rẻ. Hẻm to, đường đẹp, 3 tỷ 8 50 thôi. Vẫn còn thương lượng. Có sân thượng sau giặt phơi đồ này. Về chúng ta muốn đúc thêm phòng ngủ phía trên cũng được. Đây, có sân thượng sau này. Rất ok nha. Giặt phơi đồ trên này. Chúng ta muốn đúc thêm phía trên cũng được nha. Giá êm rồi. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.